thì mới cố gắng có thể ngăn cản được anh ấy. Những tình huống tận dụng khoảng trống quá tuyệt vời, những tình huống lách ra để tạo góc, anh em có thể nhìn và học hỏi theo cái thủ yếu Akumen. Trước khi sút thì Akumen đều kiểm soát trước bước một của mình cực kỳ tốt, và sau đó khi có một pha kiểm soát bước một tốt, anh em sẽ có một cái góc cực kỳ rộng và thực hiện một cú đê chỉ cần kéo lực thôi. Đó là những kinh nghiệm và kỹ năng quá tuyệt vời của kiện tướng SCO này mà chúng ta đã học hỏi. Quá đáng sợ vì cầu quả sút là vào đấy, nhưng đúng trong trận đấu trước một lần sút không vào đấy là đã trả giá bằng cả trận. Nếu ở trận này thì Akumen sẽ phải chắc chịu hơn. Sút hay thủ lập Bangkok đấy, đó là một cái công thức ba có của Akumen. Ba lần sút, ba lần thủ gôn, có ai bàn thắng. Trận thi đấu thứ hai chứng kiến nguyên thủ yếu Akumen là người giao bóng kích hợp trước Zinedine Zidane, Rafael Varane. Có lẽ rằng để hợp lý hơn với chiến thuật với thế trận như bây giờ thì cái thủ yếu Akumen nên cầm nhìn lại trận đấu và không tấn công quá mạnh dạn giống như trận đấu trước, thì thấy nó quá mạo hiểm. Và đây là một tình huống mất bóng và chịu một đợt phản công từ tú sniper Pavel Nedved và triển khai cắt bóng và quầy rất sát đến thủ yếu Akumen ở khu vực giữa sân. Chuyền QW có vượt qua được không? Bóng rất hên, một pha lọc bóng đến từ cái thủ yếu Akumen. Rút vô lết và hơi vội vàng rồi. Tại bờ với một tình huống double một tuyệt vời, mở ra được một góc sút vô cùng rộng, nhưng mà với Eto phiên bản moment thì nó cũng sút văng lên trời. Chúng ta chỉ kiến thấy sự khác biệt rõ rệt đến từ khả năng dứt điểm. Sniper sẽ mạnh về khoản phối hợp. Chúng ta chỉ kiến thấy sự khác biệt rõ rệt đến từ khả năng dứt điểm đến từ cả hai game thủ.